Sentosa, bán đảo thiên đường thống trị ngành du lịch Singapore với hàng trăm trải nghiệm nghỉ dưỡng và giải trí độc đáo, mang lại doanh thu bất động sản hàng tỷ đô mỗi năm. Bán đảo Sorrento, Ý, nổi tiếng với dải bờ biển Amalfi Coast, kiệt tác tạo hóa tuyệt đẹp bên những vách đá dựng đứng, các thị trấn rực rỡ sắc màu, đón tiếp vô số ngôi sao màn ảnh và giới thượng lưu. Cửu Long, Hồng Kông, bán đảo nằm trên hải cảng Victoria huyền thoại, thu hút hàng chục triệu du khách mỗi năm với nhịp sống phồn vinh choáng ngợp, song hành cùng giá trị văn hóa lịch sử độc đáo. Điều gì đã tạo nên sức hút của những bán đảo thương mại du lịch này? Địa thế bán đảo núi nối biển độc đáo, ưu thế nằm cạnh những hải cảng trù phú, chuỗi tiện ích giải trí nghỉ dưỡng độc đáo diễn ra 24/7 ngày lẫn đêm. Bất động sản triệu đô cùng dịch vụ hạng sang dành cho giới tinh hoa, những công nghệ thông minh được ứng dụng vào du lịch thương mại, nên những tuyến đường hàng không và hải trình nối liền mọi tọa độ đầu tư, tọa độ địa lý, tọa độ cảm xúc của du khách và giới đầu tư sành sỏi toàn cầu. Tọa lạc tại cửa ngõ chiến lược trên bản đồ hàng hải quốc tế, Quy Nhơn sở hữu bán đảo Hải Giang, địa thế núi nối biển độc đáo, duy nhất có vịnh biển hướng Nam, nối liền với cảng nước sâu Quy Nhơn, thuộc top 4 cảng lớn nhất Việt Nam. Vị trí trung tâm nối liền hai khu vực kinh tế sôi động, Đông Bắc Á và Đông Nam Á, với 10 hải trình kết nối với cảng thương mại quốc tế như Manila, Singapore, Bangkok, Tokyo. Mắt xích quan trọng của hành lang kinh tế Đông Tây, dài hơn 1.500 km, là cửa ngõ ra Biển Đông và thuận lợi nhất của khu vực Tây Nguyên, Nam Lào, Đông Bắc Campuchia, Thái Lan. Với tốc độ tăng trưởng trung bình 12% một năm, tương lai đến 2030, với kế hoạch mở rộng cảng gấp 3 lần và nâng cấp cảng lên 70.000 đến 100.000 TEUT. Cảng Quy Nhơn sẵn sàng đón luôn tàu thuyền trọng tải cực lớn vào ra với công suất 15 triệu tấn một năm. Biển nơi đây trở thành trung tâm giao thương số 1 trong nước và hàng đầu Đông Nam Á. Đặc biệt, khi ý tưởng kênh đào Kara Thái Lan được thực thi, giúp nối liền Ấn Độ Dương với vùng biển Đông Á, thay thế eo biển Malacca, rút ngắn 1.200 km đường hàng hải và 2 ngày di chuyển, bức tranh Quy Nhơn với trục hàng hải quốc tế nhộn nhịp càng trở nên rõ nét. Đi cùng với chiến lược phát triển cảng biển là mạng lưới cơ sở hạ tầng giao thông được quy hoạch bài bản, đồng bộ, là đòn bẩy mạnh mẽ giúp Quy Nhơn thu hút hàng trăm triệu USD đầu tư từ các đại bàng trong nước và quốc tế. Các tuyến đường bộ huyết mạch như trục kinh tế Nhân Hội nối dài với cảng hàng không Phù Cát, cầu Thị Nại 2 và Thị Nại 3 kết nối Nhân Hội với các tuyến trọng điểm và quốc lộ 1A. 120 km cung đường ven biển, mức đầu tư hơn 7.400 tỷ đồng, kéo theo sự phát triển của hàng loạt dự án du lịch, bất động sản, khu đô thị và công nghiệp. Đặc biệt, sân bay Phù Cát với lượng hành khách và hàng hóa tăng hơn 25% mỗi năm, được đề xuất nâng cấp thành cảng hàng không quốc tế giai đoạn 2021-2030 với quy mô tăng gấp 3 lần. Công suất dự kiến 7 triệu hành khách và 50.000 tấn hàng hóa một năm sẽ giúp tăng khả năng cạnh tranh thương mại, du lịch cho thành phố biển. Được thiên nhiên ưu ái ban tặng 134 km đường bờ biển, mang nét đẹp nên thơ, tinh khiết hiếm có như kỳ co, eo gió, ghềnh ráng. Những giá trị văn hóa lịch sử đặc sắc như Tháp Chăm, Võ Bình Định, di tích triều đại Tây Sơn, Quy Nhơn được bình chọn là thành phố du lịch sạch ASEAN 2020 và điểm đến hàng đầu Đông Nam Á. Nhưng thực tế, trong bối cảnh cả tỉnh chỉ có 1.200 phòng phân khúc 4 đến 5 sao, Quy Nhơn và Bình Định đang thiếu một mảnh ghép thực sự đột phá, một tổ hợp bất động sản, giải trí, thương mại, dịch vụ quy mô và chất lượng quốc tế để đánh thức tiềm năng đang ngủ quên, sánh vai thiên đường Sentosa, kỳ quan Amalfi Coast hay bán đảo Cửu Long Sầm Uất. Maryland, Quy Nhơn, sự trở lại của một trầm tích văn minh rực rỡ.
ngay tại nơi buồm bạc ôm trọn núi non xanh. Trên bờ biển dài, họa lưỡi liềm đang chân sóng. Tọa lạc tại bán đảo Hải Giang với địa thế hai dãy núi ôm ấp thung lũng nối liền biển cả. Kỳ quan nhiệt đới Maryland Quy Nhơn là kết tinh đầy cảm xúc từ 20 nhà kiến tạo danh tiếng toàn cầu, bảo chứng cho chất lượng và tiềm năng khai thác vận hành. Laser Vision, tập đoàn thiết kế quảng trường nhạc nước số 1 thế giới. Red Norman, cá mập trắng nổi danh toàn cầu với các thiết kế golf đẳng cấp. Các đơn vị thiết kế kiến trúc danh tiếng hàng đầu thế giới như Spielman Partners, NDA Group. Các đối tác quản lý vận hành khách sạn 5 sao và 6 sao toàn cầu như Marriott. Các đối tác đồng hành cùng Maryland phát triển du lịch Quy Nhơn như PCG, Pegasus, Big Travel. Nơi nghệ thuật hòa trộn thăng hoa của quy hoạch tĩnh động độc đáo, của hơi thở bản sắc giao hòa tinh hoa thế giới, của những sắc thái trải nghiệm độc lạ chưa từng có trên từng cao độ. Một thế giới thu nhỏ đa sắc màu, ngập tràn cảm hứng từ Đông sang Tây, từ Á sang Âu, với vô vàn công trình kỷ lục mang tính biểu tượng và hoạt động giải trí sáng đèn ngày đêm giữa trái tim sôi động Canal District. Dù yêu thích thưởng ngoạn, nghỉ dưỡng thượng lưu hay đam mê trekking quên lối về, Maryland sẽ là nơi Tony đóng giày những cung bậc cảm xúc và trải nghiệm dành riêng cho từng du khách khi đặt chân tới bán đảo thiên đường. Đặc biệt, hệ thống cáp treo hiện đại kết nối Maryland với thành phố Quy Nhơn và bến du thuyền với hai du thuyền lớn nhất Đông Nam Á sẽ biến Maryland trở thành thỏi 500 hút khách trong nước và quốc tế, đáp ứng lưu lượng 37.000 lượt khách ngày đêm, đón đầu nhu cầu lưu trú và nghỉ dưỡng, giải trí của 7,2 triệu lượt khách trong nước và quốc tế mà Quy Nhơn đặt mục tiêu cho năm 2025. Bán đảo thương mại du lịch Maryland Quy Nhơn, một tâm điểm phồn vinh 24/7, mang bản sắc độc đáo riêng dành cho những du khách có gu cùng giới đầu tư thích săn hàng độc. Một kỳ quan của thiên nhiên, của trải nghiệm đầy xúc cảm, định danh Quy Nhơn trên bản đồ những điểm đến ấn tượng của châu Á. Maryland Quy Nhơn, kỳ quan miền nhiệt đới. Phát triển bởi Hưng Thịnh Legacy.